Trong buổi họp báo trước trận gặp Việt Nam, khi được Tuổi Trẻ Online hỏi có phải tại bảng E, tuyển Mỹ và Hà Lan quá mạnh, nên trận đấu giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha sẽ là trận quan trọng nhất với cả hai đội tại World Cup nữ 2023 hay không? Ông Francisco Neto nói, mọi trận đấu với mọi đối thủ đều quan trọng. Trận đấu ngày mai với Việt Nam cũng thế, Bồ Đào Nha luôn đá hết mình khi ra sân. Huấn luyện viên Neto cho biết ông nắm lối đá của tuyển Việt Nam là phòng ngự phản công. Bồ Đào Nha đã thua Hà Lan 0-1 một cách đáng tiếc trong trận ra quân. Chắc chắn họ sẽ tấn công để giành chiến thắng trước Việt Nam. Để làm được điều này, huấn luyện viên Francisco Neto tiết lộ tuyển Bồ Đào Nha đã xem trận đấu giữa Việt Nam và Mỹ, đồng thời cũng xem lại băng hình trận Việt Nam giao hữu với Đức. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam Bồ Đào Nha sẽ diễn ra ở sân Waikato tại thành phố Hamilton, có sức chứa gần 26.000 khán giả vào lúc 19:30 phút ngày 27 tháng 7, tức 14:30 phút chiều giờ Việt Nam. Mình cũng muốn chia sẻ một chút là ở trận đấu với đội tuyển Mỹ thì mình đã nhắn tin cho Kim Thanh, mình dự đoán là Thanh ơi trận này cố gắng là 3-0 là đẹp mỹ mãn. Thì mình cũng không nghĩ là trận đấu lại kết thúc đúng với cái tỷ số mà mình dự đoán. Thì mọi người cũng cứ trêu là có vẻ như là năm nay dự đoán đúng đấy. Thì ở trận đấu với Bồ Đào Nha thì mình mạnh dạn dự đoán là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thắng 2-1, sẽ là 3 điểm đầu tiên cho chúng ta. Và nếu như vậy thì chắc là khán đài tại sân vận động Waikato sẽ vô cùng sung sướng, và trong số hàng ngàn khán giả Việt Nam hò hết để ăn mừng thì chắc chắn là sẽ có mình.